Anh về dưới nè, làm thực tế nè. Thế là ok không? Được không? Được. Đi là ổn đấy. Còn dài như những cái nhà mua nước bình nhiễm thì ok. Đúng không? Cái này nếu mà cái nguồn cá phân mạnh hơn thì có thể lọc ra nhanh nữa, nhưng mà do cái máy bơm này nó yếu này. Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ thực hiện cái clip tiết thử cái cây lọc nước 140 này với chế độ lọc đa năng, lọc hai chiều, lọc từ trên xuống cũng được mà lọc từ dưới lên và sục giữ đại cặn bẩn ra ngoài. Thì cái cây lọc này em thiết kế dành cho cái lưu lượng lọc nước chậm và để giảm tối ưu cái chi phí cho các bác nhé. Ví dụ nguồn nước của các bác có thể là nhiễm sắt, nhiễm phèn, nhiễm chất hữu cơ hoặc là nhiễm mangan hoặc là nhiễm đá vôi, thì ta có thể bủa tùy các loại vật liệu vào đây và ta sẽ tiến hành lọc và sục rữ. Thì cái cây lọc này thì có thể là lọc đầu nguồn cho các bác lấy ra các cái vòi sen để rửa bát hoặc lấy nước rửa giặt giẫu, cấp vào máy giặt, máy lọc nước và thiết bị bồn vệ sinh để tránh hư hỏng. Còn ví dụ như ta muốn dùng cái lưu lượng nước mạnh hơn thì ta phải dùng cây 250. Các cái mẫu ống tua mà bên em làm thì bên em có tất cả các loại mẫu. Thì ở đây là các bác thấy hôm nay em sẽ thực hiện cái clip tiếp cái nguồn nước nhiễm chất hữu cơ và mangan. Thì các bác thấy đây là cái nguồn nước này. Đây là em sẽ dùng một cái máy bơm bể cá các bác nhé. Một cái bơm lưu lượng nước nhỏ thôi. Em sẽ chua vào đây và hút cái nước nhiễm mangan chất hữu cơ này các bác. Thì cái nước này là cái nước nhiễm chất mangan nhé, hữu cơ. Thì sau khi em sẽ bơm từ cái nước này chạy qua cái cây lọc mini này các bác. Đây, để xem cái nguồn nước nó ra nó đảm bảo cái độ trong thế nào đâu các bác nhé. Thì sau đây sẽ thực hiện cắm và test thử cái nguồn nước này sau khi bơm qua cái hệ thống lọc này, thì cái độ trong đảm bảo cho nước là bao nhiêu thì các bác hãy xem dõi, theo dõi clip nhé. Nếu thấy hay thì xin cho kênh Trường Dâu một lượt đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng biết, và ấn đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo mà bên em test với cái nước nhiễm sắt, nhiễm phèn hoặc là nhiễm đá vôi. Rồi bố bủa cái máy bơm cá đó vô cái chậu nhiễm nước mangan đó. Đây. Ô này. Đây các bác thấy cái lưu lượng của cái máy bơm nó bơm nước ra như thế này các bác. Đây nó chưa chuẩn ống. Này, bây giờ em sẽ cắm vào đây qua cái lọc để xem nó lọc cái chất lượng nước ra như thế nào nhé. Nó cắm cái đầu bên. Đây. Cắm chắc luôn, không hở. Rồi, hút bật máy bơm lên cho nó lọc đi. Đây các bác, bây giờ sẽ bật máy bơm cho nó hút nước từ cái chậu nước nó bơm qua cây lọc để nó ra cái nguồn nước này, xem các bác xem là khi mà cái nguồn nước nó được qua hệ thống lọc thì cái độ trong của nước nó ra như thế nào các bác nhá. Rồi. Em tiếc cái lọc mini mà cái máy bơm cá này nó yếu quá, bơm nó qua cái lọc thì nó yếu, lưu lượng nước nó chậm. Đang bơm cái nước nhiễm mangan á. Bơm vô đấy mà trong chứ thế hả? Đó, bơm lọc qua đó, bơm qua cái lọc. Mà cái bơm này yếu quá, thế mà có cái bồn thì cao hơn. Đây là dùng cái máy bơm con. Thôi không đổ nữa, bố để cho lấy nước vào dân trong. Đó là trong á. Kì gớm nhỉ. Bằng cái cọc chi mà yếu á. Tôi mới chạy vô lấy bố cái bát trắng mà, bố kiểm tra coi cái nước này bơm nó trong. Cái bơm cá. Bơm chục cá. Bơm chục cá đó. Đây. Mà hơi yếu anh chưa? Ngồi nhiều cái máy này nó yếu lắm. Ui cái nước chi mà bỉnh mà lọc trong như thế không? Anh thấy lọc nó trong á. Cái này mà lọc cho cái máy lọc dầu trong gia đình lắp đầu nguồn thì sạch tinh luôn. Lọc vô cái cọc để vô máy lớn rồi nhá. Trong bếp nhé. Lọc ra nước trong ăn được luôn đấy nhé. Thấy không? Đúng không? Nước cái đũa đây bên lọc qua trong ăn được luôn. Cái nước như lấy mua đó. Cái nước này nước nhiễm mangan, em đũa mangan nó lên. Cái nhiễm mangan nó chất hữu cơ á. Cái máy bơm phóng tua lên tí nữa, hơi nhỏ, phóng tua người ta thấy cho nó rõ, phóng tua lên,
thực tế hơn. Lọc qua một thứ tăng mùi đó, ăn từ dưới này, lọc dưới thực tế này. Thế lọc ok không, được không? Được. Đi là ổn đấy. Dài như những cái nhà mua nước bị nhiễm thì okay. Đúng không? Cái này nếu mà cái nguồn cá phân mạnh hơn thì có thể lọc ra nhanh nữa, nhưng mà do cái máy bơm này nó yếu này. Còn vắt. Đó thì tít tít luôn. Đó, anh thấy nguồn nước nó đục giá man luôn như này. Được không? Khách hàng kia. Được không? Được không? Đây các bác. Đây. Các bác thấy lọc chất lượng thế nào? Đây nhá. Đếm. Ui trời, được mẹ trong vắt chứ tụi mình. À, các bác thấy này, trong không tí gợn luôn nhỉ. Kén. Lọc cái chậu trong vắt đi chứ đùa. Tí nữa sọc chữ đẩy ra. Đây các bác thấy là em lọc như thế này đó, nước nó trong là thử cho nguồn nước. Các bác xem giờ bây giờ mình sẽ đưa sang cái chế độ để mình sục rửa cái cặn bẩn ra nhá. Thì bây giờ em sẽ sục rửa, điều chỉnh hai cái khóa kia. Thì khi mà sục rửa ta rất đơn giản thôi. Ta chỉ mở hai khóa xanh và khóa hai khóa đũa lại. Thì nguồn nước nó sẽ hút cái nước, nó đẩy cái cặn bẩn ra ngoài. Em bây giờ chú ấn sang cái chế độ xả cặn. Đây khi xả cặn các bác mở hai khóa xanh và khóa hai khóa đũa này thôi. Ở dưới đây là cái khóa xả cặn nha các bác. Nhưng mà bây giờ chưa xả nên là xả hút nước trong này để đẩy cặn bẩn ra ngoài này. Đây này. Nó đẩy cái nước độc ra ngoài này, thấy không? Được. Bây giờ lọc xong nó lại đẩy cái tặng ra ngoài đấy. Đấy. Các bác thấy cái nước nó lên độc không? Đây này. Thì đây là đang là cái chế độ mình sục, mình đẩy cái cặn bẩn ra ngoài đấy. Sau khi mà mình hút cái nước cặn bẩn vào, nó lọc cho cái nước trong này các bác. Và khi nào mà cái cây lọc của mình nó bám đầy cái cặn bẩn á, thì mình lại đưa cái chế độ sùng ngược để mình đẩy cái cặn bẩn ra ngoài. Thì ở đây là nó đang đẩy cái cặn mangan ra ngoài. Các bác thấy là cái nước em lọc xong khá chỉ là trong thôi. À, là cạn bẩn. Đây các bác thấy nước lọc trong như là vi đi. Đơn giản thôi, tí cây lọc nhỏ tí thôi. Thế nên mấy bà anh nha, lắp cho các cái hệ thống máy giặt hoặc là cái máy bồn vệ sinh của mình nha, nước nó cấp chỉ là ít, đúng không? Thân đảm bảo cái thiết bị nhà anh không bị hư. Mà chi phí nó gì á, mà sau này cứ sục rửa anh dùng khoảng 4-5 năm anh không phải thay vật liệu, không phải thay cái loại lọc. Thì trên đây là toàn bộ cái quá trình test cái cây lọc này. Nếu các bác thấy hay thì xin cho một lượt đăng ký kênh để chia sẻ cho mọi người cùng biết đến cái hệ thống mini. Và nếu các bác quan tâm đến sản phẩm thì kết bạn Zalo với em theo cái số điện thoại em để trên màn hình nhé. Thì em sẽ tư vấn cụ thể cho từng nguồn nước của các bác và cái cách xử lý triệt để nhất. Bên em có nhiều mẫu cây lọc tua từ nhũa đấy, từ nhũa đến tua với cái giá thành hợp lý phải chăng. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.